Sáng nay, mùng 8 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024. Diễn văn ôn lại truyền thống Ngày Hợp tác xã Việt Nam cho biết, cách đây 78 năm, vào ngày 11 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận ngày 11 tháng 4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với cả nước, trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 803 hợp tác xã thu hút khoảng 71.000 thành viên và 23.000 lao động thường xuyên. Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với chuỗi giá trị, hợp tác liên kết với các doanh nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả. Số lượng các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, chuyển đổi số vào trong sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, tiếp tục khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024, phấn đấu năm 2024 thành lập mới từ 60 hợp tác xã trở lên, xây dựng được ít nhất 5 mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng các mô hình hợp tác xã mới gắn với chuỗi giá trị.